nó bắt tay đứa vào giờ cứ nè. Ờ rồi. Thấy chưa, thấy ống chưa, rất đẹp. Nhân thống chuyên làm sáo nha, nay đem một con diều tre đây tự tay làm luôn nha. Xuống à, cho xuống không? Kéo đi, kéo đi. Buông tay ra. Đang xuống đây, đang xuống nhiều đây. Con này xuống trước. Cái công tác phát quan này phải làm trước chứ. Đúng rồi, công tác phát quan phải làm trước. Cho sạch sẽ. Thì rồi con này xuống rồi, đang hai con đang kêu vào nhau rồi. Đã rồi. Rồi công tác chuẩn bị lên con này nhá. 1, 2, 3 lên. Đó, rất đẹp các bạn ạ. Căng quá.
Con này sáo nhỏ quá, líp sáo à. Hai con này, ba con. Tăng lên tiếp nha, lên. Này gió rất đẹp các bạn ạ. Tiếp, lên tiếp. Hai con lên luôn. Nay được mùa gió. Nay được gió về đẹp các bạn ạ. Hai con, ba con này, bốn con này, năm con, càng đét luôn. Đang mút lên đây. Này gió rất đẹp quá. Đang xả dây nha. Con này chắc khó chịu nổi trận này. Đang căng phết ạ. Căng cô, căng đâu? Căng ạ. Căng hả? Căng phết ạ. Kiểu căng phết ạ. Có hàng cái mực đấy không ạ? Căng phết ạ. Thầy cô lưng do mới kéo thì nó 5 mét. 5 mét. 4 con rồi, 5 con rồi. 4 mét, 3 mét. Không không. Con này có 3m8 à. Con này 3m8 cũng vừa thôi, không. Con mình là 2m8 mà đi. Cũng đi được thôi. Chứ bình thường gió này như vậy là cũng cứ kệ cho thả tí. 5 con. Nay trên bầu trời có 5 con à. Cũng mình không giữ to thì để ngay góc bên kia thôi. Trời ơi, bữa nay mùng 1 Tết rồi, chở trời chở rồi, gió này gió nam nè. Có này, đó này là ông còn nào giờ mà. 5 con luôn. Mấy chục năm rồi. 5 con bay đẹp không? Rất đẹp. Rồi đang ráp tiếp con diều sáo tre nhá. Diều này diều sáo của dân thời ông cha ta để lại đây. Ráp sáo với ráp đuôi ở đây. Diều tre nghệ nhân thống, chuyên gia làm sáo làm diều luôn. Thiếu dây à? Thiếu dây chữ E à? Chữ M chứ, chữ E. Thế đây gọi M. Mình là không có chơi chữ E như người ta. Chữ M. Chữ M. Cái trắng này, cái trắng này sao đây? Đánh đáy một tí là nó sao bước rồi. Lốc. Cầm như thế, 8 mấy thằng. Quá là sáng thành nhiên đã hỏi cầm 120. Làm cầm 120 á? Chơi cái thân to à, lăn nước hả? Đi luôn. Có
Em quay cho mấy giờ mới xuống không thống? À. Không có gió. Nay gió đẹp à? Cái gì? Tôi đem được cái băng keo để chỉnh cái con thứ hai. Nó sẽ kèm mẹ nó. Nó có nhiều loại chuông. Cho mày luôn luôn. Cho con thứ nhất. Đơn quá tha đi rồi. Vay luôn, mất tiền vàng nó vay. Là nước. Các bạn thấy đi thả diều kiếm một cái cảnh để chơi. Tỉa sâu sâu nhiều lắm, nó đốt nó cháy á. Mấy hôm nó mọc đầy em về. 5 con. Chiều nay có 5 con rồi bạn. Không, mai mốt ấy làm một cái 2 30 m lên được dây cáp. Rồi kéo lên cái được cái dây cáp là đùng mà chết bố mày hiểu không? Đó, cái đó là răng thằng càng ở bên kia có dây cáp trên khoảng 100 m thôi. Thì đấy, năm kia mà em thả đây này bọn nó hay thả bãi cầu. Thả đây lên nó là tóm cho kết mèo lên đùng nó tóm điều chợ lôi xuống. Ừ, nó điều kia. Ừ. Họ thả bãi cầu mình thả đây hiểu không? Bãi cầu nó bay qua đây hiểu không? Cao đều bị lên tóm xuống. Mà nó thả dài vậy mà nó vẫn như đây. À dài nhưng mà thôi, đây nay có giáo sư hiện ra tiếp đây. Tiếp anh em. Tiếp đây. Em hiểu. Nay chó to. Chó to mà đeo cái bộ sáo bé tí ơi. Chơi này này báo đã. Nhẹ nhàng đúng không? À, chuẩn bị cho bay con này nhá. 4 2. Đây chơi ở nhà. Thẻ lại rung to. Cố với quả bạn trời hăng thế nhỉ. Cái này. Diều tre bắt đầu lên nhá. Diều tre chuông. Chuông đế bể 70 đấy. Con diều tre này. Không CR7 đấy. CR7 đó à? CR sao? Có thấy không ngôi sao đấy. Đây của giáo sư Thống nha. Con diều này giáo sư Thống từ sản xuất sáo cho tới diều luôn nha. Là A đến Z á. Dạ từ Z luôn nha. Bây giờ từ bắt đầu một chúng mình thử chiêm ngưỡng cái con diều này nó bay ra là sao nha. Hiền lắm. Hiền lắm hả? Rồi tác phẩm diều tre chuẩn bị lên nhá. Lên. Lên. Líp. Líp 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 líp. Nghệ nhân diều sáo luôn. Gió trên không ơi. Đang xả dây hay sao ấy. Điều tre nha, tre thân tre 3,5 m á, gần 4 m, 3,6 m á, 3,6 m mà cộng với bộ sáo 70 luôn á, D70. Này gió rất đẹp mà các bạn ạ. Deep luôn. Đang xả dây đây.
maximum luôn. Rồi, cất lên nè. Ở trên bầu trời chúng ta đang có hiện tại giờ có 6 con các bạn nha. 3 con này hướng này, 3 con này. Với hướng này là 3 con này. 6 con. Và hướng này có thêm 3 con nữa này. Hướng này nè các bạn. Đó. Hướng này đang có 3 con nha. Vừa khí động học vừa diều sáo này. Đây là một con này, đây một con này. Ở dưới trên một con nữa, 3 con. 3 con diều sáo đang bay bên hướng này nha. Bãi diều của chúng ta rất rộng nha các bạn, tha hồ mà chạy luôn. Khu này đang phát quang đây, rộng lắm. Đây, toàn cảnh này là toàn cảnh anh em khó gặp nha. Cái cảnh mà cho diều sáo bay này, bây giờ cứ chổng mỏ lên trời, ngó lên trời trên diều đây. Đấy, vậy thôi. Thả diều nó cứ vậy thôi. Nó cứ bay lên bắt đầu ngồi. Đấy. Là bao nhiêu phần trăm trên cái 5 tỷ đấy đúng cho mình nữa đúng không? Chứ dù bây giờ biết chương trình mà vẫn chia đều hết rồi, nhưng mà không, mình năng lực của mình còn hơn nữa thì người ta phải chích lại cho mình. Ồ, tiếp tục. Đấy, trên bầu trời chúng ta này, nhiều luôn. Có những cái giải sóng thần chứ, một năm 27 tháng ương. Thế được che bay chưa? Ở giờ che mày em ru đấy con này, con thứ to hơn nhiều, con này giờ che này mày em ru luôn nhá, đậu đứng in ý tượng, đứng nguyên si luôn, xả gió rất cực tốt luôn, đấy xả gió cực tốt luôn, đang cất đấy. Lâu lắm rồi nay mới được bữa gió đẹp các bạn ạ. Lâu lắm rồi này. Đây, còn bên đây giáo sư Hiện. Idol diều sáo. Nay tưởng không có gió đem con diều nhỏ nhỏ ra 3 mét à. 3 mét. Xong chưa? Ba con một gốc đây. Thằng phết đấy, hai con này kéo chung một gốc này. Ai mà đuổi về đang ban ngày đấy, này nhá, coi chừng đến tay đấy, cái này đến giờ nó về à? Xuống đi. Đấy. Kiểu phết đấy. Này gió đẹp thế. Này gió đẹp lắm. À cái sáo này nó. Đây, sáo xong rồi đây. Còn bao nhiêu thùng? Bao nhiêu? 8 mấy, 80 à? 85. 85. Ống không 1.2 kg. Chưa có miệng đấy. Rồi, chuẩn bị cho bay em này nhá. À,
toàn là đất ơi, còn nãy mới để đất thì còn lắm. Rồi. Chơi bé cho sướng. Bé cho nó sướng, tí ăn nhậu. Tí ăn nhậu hết các cụ. Tí ăn nhậu kéo xuống cho nó dễ. Tiếp tục ra con này bay chiến trường con này nhá. Rồi lên. Tháo nhôm nha. Hạ âm gió này tịt ngòi. Rồi đụng dây. Ông Hiền ơi, chạy lui về đây đi. Đấy, trên bầu trời chúng ta đang quận nha. Này gió đẹp quá. Nhiều lắm. Này gió đẹp các bạn ạ. Ba con đang thân thần vào nhau này. Ít nổi. 2, 4, 6 con nha. 6 con bay cùng hướng gió luôn, nay cùng một hướng luôn. Còn ở dưới đây chúng ta đang ngồi. Đây khu này khu bãi diều khí tượng học nha các bạn nhé. Chiều nay cũng có tương đối thôi. Tương đối không có nhiều lắm. Nay ngày thường cho nên là trên bãi diều chúng ta cũng không có được bao nhiêu diều cả ha các bạn ha. À, thứ bảy chủ nhật với đông ha. Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.